Hôm nay, Nine Slide sẽ hướng dẫn chúng ta thiết kế slide PowerPoint theo phong cách New Morphism đang cực kỳ thịnh hành trong năm 2022. Để mọi người dễ hiểu thì đây là hướng đi tạo bóng kiểu mới được kết hợp từ nhiều lớp để qua đó tạo chiều sâu và cảm giác 3D tự nhiên cho vật thể trên slide. Đầu tiên, chúng ta sẽ sử dụng công cụ Eyedropper để tô màu vật thể giống với màu nền của slide. Sau đó nhấn chuột phải vào khung chọn mở Format Shape. Vì chúng ta đang tạo bóng cho chữ nên mình sẽ chọn Text Option. Còn nếu vật thể đang là hình khối thì chúng ta sẽ chỉnh trong Shape Option nha. Mình sẽ chọn tiếp Text Effect rồi mở hiệu ứng Shadow. Trong phần Preset, chúng ta sẽ chọn bóng đổ về phía trên bên trái. Sau đó chọn màu của bóng là màu trắng. Nếu slide đang là nền sáng thì chúng ta nên giảm Transparency về 0. Sau đó mình sẽ tăng Blur lên một chút để bóng được mềm hơn, kết hợp với tăng khoảng cách để bóng lan ra rộng hơn. Bước kế tiếp, chúng ta giữ Ctrl Shift kéo khung vật thể lên trên để nhân đôi thẳng hàng. Sau đó trong phần Preset, chúng ta chọn hướng bóng đổ xuống phía dưới bên phải. Trong phần tô màu, chúng ta sẽ chọn Eyedropper để tô màu bóng giống màu nền của slide. Sau đó chúng ta mở tiếp More Color để chỉnh được màu tối hơn. Vì slide đang là nền sáng nên chúng ta sẽ tăng Transparency lên rất cao. Tương ứng, mình sẽ tăng Blur và Distance để bóng lan ra ngoài rộng hơn và mềm hơn. Sau đó chúng ta giữ Shift để chọn thêm chữ gốc và căn xuống dưới để hai chữ trùng với nhau. Cuối cùng, chúng ta sẽ nhân đôi thêm một chữ thứ ba. Và điểm khác biệt ở đây là chúng ta sẽ chọn loại bóng đổ vào phía bên trong của vật thể. Sau đó chọn màu của bóng là màu trắng. Mình sẽ giảm Transparency xuống một chút để bóng được nhìn thấy rõ hơn và tăng khoảng cách một xíu để bóng được lan ra rộng hơn. Bước cuối cùng, chúng ta lại căn các chữ trùng vị trí với nhau. Và đây là thành quả của chúng ta. New Morphism thực sự là một phong cách vừa đảm bảo được tính tối giản, vừa mang vẻ đẹp hiện đại, thời thượng. Khi ứng dụng hướng đi tạo bóng mới lạ này vào infographic, chúng ta sẽ dễ dàng tạo được sự nổi bật, nhấn mạnh cực kỳ thẩm mỹ cho các chủ thể chính. Hay khi ứng dụng vào các slide báo cáo, biểu đồ, chúng ta sẽ không còn thấy những số liệu, thông tin nhàm chán nữa, thay vào đó là một vẻ đẹp hiện đại, trực quan và cực kỳ sang trọng, đẳng cấp dành cho các tập đoàn, doanh nghiệp. Hơn thế nữa, New Morphism cũng có biến thể theo phong cách Dark Mode để tạo nên vẻ đẹp huyền bí, khác biệt cho những slide thuyết trình đặc biệt quan trọng. Đến với Nine Slide, học viên sẽ luôn được trang bị đầy đủ, cân bằng cả về kỹ năng thiết kế lẫn tư duy thẩm mỹ cùng ý tưởng sáng tạo để tận dụng được tối đa thế mạnh của từng phong cách thiết kế. Mong cả nhà sẽ ghé qua tham khảo khóa học PowerPoint online tại niceslide.com để sở hữu trọn đời Office 365 và bộ công cụ ưu việt của Nine Slide. Qua đó nâng tầm tư duy thẩm mỹ và chuyên nghiệp hóa kỹ năng thiết kế slide cùng các ấn phẩm sáng tạo bằng sức mạnh tuyệt vời của PowerPoint.